Vâng, em Tuấn chào các bác ạ. Em có một cái nội dung này là phải thông báo lại cho các bác luôn, phải ký cái bút. Trong ngày hôm kia là em đây, ngày hôm kia là em có thông báo cho các bác là có một cái lô hàng mà loa toàn giải đóng về đấy. Do anh em thông báo giá nhầm bác nhé. Họ thông báo cũng đúng thôi nhưng mà nhầm là lý do này. Là em nhập hôm đấy là dưới đầu dưới cái gửi về cho em là 12 đôi. 12 đôi loa. Nhưng mà trong đó thì nó lại có một cái vỏ thùng em đóng thuê đóng ngoài để em lắp đây này, cái vỏ thùng đây này, cái vỏ thùng này. Cái vỏ thùng này do vậy mà anh em nhân viên là không để ý, là cộng tất cả số tiền có cả vỏ thùng này vào nhưng mà lại chia cho vì 12 đôi, nhưng mà tổng là 12 đôi nhưng bỏ cái vỏ đi lại chia cho giá cho 11 đôi. Thành ra là mỗi một đôi loa các bác bị đội lên mất 1 triệu quá nhá. Đội lên gần 1 triệu, em cứ cho 1 triệu đi. Đội lên được mấy trăm, gần 1 triệu. Do vậy là những đôi loa này là các bác để ý nhá. Bây giờ em Tuấn sẽ thông báo lại và kể cả những bác nào mà đã được đặt hàng rồi mà do lỡ, em sẽ báo cho bác để trừ, xin lỗi các bác luôn. Tất cả những đôi ví dụ như đôi số 7 này, số 7 số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ấy chẳng hạn. Những đôi đấy, ví dụ như em báo là 8 triệu 9 thì nó sẽ còn là 7 triệu 9 các bác, chú ý hộ em nhé. Trừ đi 1 triệu hộ em. Và cái clip này em sẽ lồng những cái clip giới thiệu về phía sau cho các bác để bác tự chọn hộ em và bác tự trừ đi 1 triệu giúp em nhé. Những cái lô loa này do anh em là nhập về nhưng mà không bỏ cái số tiền đã đặt cái đôi loa đôi cái đôi vỏ này ra, đôi vỏ bát 40 này ra mà lại tính cả cái số tiền của đôi bát 40 nhưng lại chia cái số loa có bát. Đấy, nên thành ra là các bác tự nhiên là mỗi một đôi loa nó cõng lên tầm 6 700 800 là thành ra là tự nhiên nó đội lên mất cả triệu một đôi rồi. Do vậy em Tuấn thông báo lại, ví dụ như đôi loa này bát 25 7 triệu 9 thì nó sẽ còn 6 triệu 9. Không, cái gì thế thôi. Mình sai, mình lỗi, bây giờ mình phát hiện ra thì mình sẽ phải anh em mình em cân đối lại, em nhìn thấy bảo hơi vô lý thì mình phải nói luôn để cho khách hàng rõ luôn nhé, những đôi loa này hoặc là những đôi thùng này chẳng hạn. Nên các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn và em Tuấn thông báo như vậy thôi. Em sẽ lồng một cái clip giới thiệu những cái đôi loa này, bát này chi tiết về phía sau cho các bác. Để các bác vào bác chọn đôi nào cứ chọn xong trừ đi 1 triệu. Ví dụ ở trên kênh em đang báo là 7 triệu 9 thì bác trừ 1 triệu còn 6 triệu 9. Ví dụ đôi này trên kênh em báo 79 là sẽ còn 6 9. Đôi nào báo 11 triệu 9 thì sẽ còn 10 triệu 9. Bác tự trừ đi 1 triệu giúp em nhé. Đây em sẽ lồng về sau. Chào các bác. Đây ạ, không để các bác chờ lâu nữa. Hôm nay em Tuấn ra lò đợt này cho bác đây. Có rất là nhiều bác đã lấy những cái dòng loa loa thùng bên em đóng rồi. Các bác cứ phát hiện biệt và cảm nhận giúp em đi. Em đã bảo rồi mà, cái thùng này không hay không lấy tiền của bác mà. Cũng như em nói lần trước ấy, không phải những bác nào đóng đóng đồ gỗ đẹp nhé, đóng bàn, đóng ghế, đóng tủ, đóng giường đẹp mà đóng được loa thùng đâu. Nên những cái dòng loa này là thợ chuyên đóng loa. Và những cái bác thợ này chuyên đóng loa này là đóng loa gần như là cấp gần cả nước đấy các bạn, có nghĩa là cấp cho một số đầu mối âm thanh cả nước đấy. Không phải đơn giản đâu. Đóng loa thùng cái quan trọng nhất nó là cái chất âm đưa ra đến tai người nghe, chứ còn là về hình thức thì chưa nói đã. Nên là các bác đã được đón nhận những cái dòng loa này của em, bên em giới thiệu rất là nhiều đúng không ạ? Nhiều bác nhận về rồi, nhiều bác lấy rồi, bác thấy khác chứ không phải đâu, cứ bình thường các bác đóng kêu như cái mẹt luôn đấy. Sau đây mà Tuấn sẽ báo giá tổng hợp cái chỗ loa, tất cả đây là đều là loa toàn giải đến từ Nhật và Mỹ, Nhật Mỹ và Anh, Nhật Mỹ và Anh đấy, thì nó có theo từng mức giá. Phía cuối cùng thì có ba đôi loa toàn giải đến từ Anh Quốc, Watchfinder. Những dòng loa đến từ Anh Quốc thì nó sẽ giá nó cao hơn, nó tầm hơn hơn 11 triệu. Còn về từng đây Mỹ này, có một đôi loa Mỹ Bát 25 đấy nhá, Bát 25. Đôi này có hôm trước có rất nhiều bác hỏi cái dòng này nhưng không có, bởi vì tại sao? Cái phòng của nhà bác ấy hơi gò nhỏ. Cái thứ nhất là nhỏ, cái thứ hai là cái kệ nó kê nó không hợp lý đấy. Thì hôm nay là có một đôi đầu tiên nhá. Đôi loa đến từ nước Mỹ toàn giải, bát 25. Giá cũng rất là mềm mại cho các bác. Còn đâu là đa toàn bát 30 hết. Cuối cùng là đôi loa thùng bát 40, đôi này là em thừa. Em thừa về. Thì em lắp con bát 40 hôm trước em có giới thiệu cho bác ấy. Con bát 40 củ của Thái Lan đấy. Em sẽ lắp vào đây và em đặt một con chó kèn còi này, chó kèn này lên nữa. Làm một bộ hát karaoke cho bác thì bao phê luôn. Đấy. Thì sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu bắt đầu nhá. Em xin phép được đẩy đẩy cái ảnh nó xa một chút đi.
để như này nó thôi được, để lại được. Đây ạ. À, đây là đôi loa đến từ nước Mỹ, dòng này là Bass 25 loa toàn giải. Loa toàn giải của Mỹ ạ. Nó nguyên củ nó có đã cả tiền tiền nó đắt rồi. Đây là đôi loa toàn giải từ Mỹ. Em cố tình để cho bác như thế này là bác nhìn thấy tổng hợp hết rồi, có nghĩa là em mở e căng bác nhìn thấy loa, bên dưới em đậy e căng là bác thấy là khi bịt nó như thế này. Đấy. Và đằng sau em có khui hàng luôn ạ. Đây là đôi loa toàn giải đến từ nước Mỹ, có mức giá là 7,9 triệu Bass 25. Con này em chưa báo kích thước thùng nhé, em sẽ báo kích thước thùng cho bác này. Kích thước thùng chiều ngang này, kích thước thùng chiều ngang nó 46, được chưa? Chiều sâu của thùng này, chiều sâu của thùng là 38, được chưa? Chiều cao của thùng thì con này 80 thì con này 70 nhé. Đấy, nó hơn 70 một chút, 80 thì 72 đấy. Con to kia là 80 chiều cao mà, con này 7, nó tầm 72 đấy. Thùng vách thì đẹp xuất sắc cho bác luôn ạ. Thùng vách đẹp xuất sắc, cả trên cả dưới đều đẹp luôn. Nhưng em cố, có nghĩa là con trên như nào con dưới như thế. Nhưng em cố tình em để e căng này cho các bác nhìn cái màu của e căng cho các bác rõ luôn. Đấy, được chưa? Và em đã xếp số thứ tự luôn chứ không phải tự nhiên nó. Con này có mức giá 7,9 triệu. Nó là loa Mỹ ạ. Loa Mỹ các bác chú ý hộ em ạ. Cái bộ tem này này, bộ tem ở đây với bộ tem ở trên này. Cái núm của em nó mất tiền triệu rồi. À, mức giá là 7,9 triệu. Con này là số thứ tự là số 8. Bác chú hiệu em nhé, số 8 nha. 7,9 triệu. Loa đến từ Mỹ. Con này bác nhìn đây. Con này từ bánh trưng luôn. Từ bánh trưng. Em chỉ cần cho bác nhìn qua là bác biết à. Đấy, bác nhìn xương này chắc chắn là loa Mỹ rồi đúng không ạ? Khỏi phải nói nhiều. À, con này đang nhìn thấy model của nó này. Model đang nhìn thấy là SC cái gì đây này. SC384 cái gì này. Ở dưới này là 137 7208N cái gì đấy. Tóm lại là đây là toa toàn giải đến từ Mỹ. Ba cho bác là hàng của Mỹ, Bass 25. Bên cạnh này có độ cho bác thêm một con tép nữa nhá. Độ cho bác thêm một tép nữa. Nếu giải tép nó cao thì bác có vặn miếng tép bớt đi. Đấy. Nhưng đa số là bên em độ cho bác là nghe ok rồi, được chưa ạ? Đấy. Thì đối với lại đôi loa này là 7,9 triệu, được chưa ạ? À, sang đến đôi thứ hai. Đôi loa thứ hai đây. Đó, đôi này có mức, đôi này đôi số thứ tự là số 7. Số 7. 8,900,000. 8,900,000 ạ. Bát 30, chiều cao 80, chiều ngang 50 và chiều sâu gần 40. Đấy, có nhìn chưa? Tất cả hình thức thùng thì rất là đẹp. Thùng thì gần như nhau hết bác nhá, gần như nhau. Giờ em Tuấn chỉ giới thiệu là model loa và hình thức cái củ loa cho bác thôi, chứ không nhất thiết phải quay cho bác nhìn cái hình ảnh của loa nữa, thùng nữa. Đấy. Đây ạ. Đây về củ loa đây, củ loa Bát 30. Còn này là thương hiệu Aijai cái gì quái gì đây, 8030 này. Electronic, dòng này electronic đây thì đến từ Nhật Bản rồi. Nói thế cho nó nhanh luôn. Có trở kháng 8 ohm, công suất 50W. Báo cáo các bác là riêng dòng loa toàn giải công suất 50W là quá cao đấy, chứ không phải là cao các bác nhé. Loa toàn giải đa số đấy chỉ 20-30W, con này công suất đến 50W rồi. Là công suất lớn rồi đấy. Loa toàn giải. Đây ạ. Con này con số tương tự là số 7, mức giá 8,9 triệu. Số 7 các bác nhé. Có nhìn của em nhé. Em ghi rõ hết từng số để tránh lẫn mà. Số 7 này, 8,9 triệu này. Và đây, số 7, 8,9 triệu. Và trên nóc cũng có số 7 luôn nhá. Đấy, nên là không thể lẫn được. Tránh lẫn mà. Nhầm lẫn là không hay. Có cái củ kèn bên trên chốc kia, các bác nào có điều kiện mua củ kèn kia thì tuyệt vời. À, cái củ kèn này là củ kèn 21 lỗ. Các bác nhìn chưa? Đây, 21 lỗ. Củ kèn này, củ kèn 21 lỗ. Có nghĩa là cái chóa kèn bằng gỗ không ấy, chưa có củ kèn củ tép nhá. Chóa cái đôi này có mức giá là 3,9 triệu một đôi, thì báo cáo bác là em bao cho bác toàn quốc, bao rẻ toàn quốc cho bác rồi. Thật ra là đây là những cái món chơi âm thanh cho chơi tham nhã này, em cố để em thêm cho các bác để nó ghép căn phòng. À, nhờ bác là chưa hình dung ra, bác thấy cái đôi loa của em là chiều ngang nó 50 đúng không? Con kèn này nó thừa sang hai bên rồi. Con kèn này là nó 58 nhá. Con kèn này kích thước của nó là chính thức là chóa chiều ngang 58. Chiều cao ngang 58 bác nhìn thấy chưa? Quá thoải mái cho bác nhá. Đấy, con kèn này đặt vào cái đôi thùng của Bass 40 kia là khủng, là đẹp. Nhưng đặt đấy cũng được rồi. Đặt đấy đẹp đấy, bác nhìn thấy chưa? Nó nổi này cơ mà. Còn bác nào muốn cái chóa kèn này bé hơn thì bác lấy cái loại 15 lỗ. Đây là loại 21 lỗ. 21 lỗ là 3,9 triệu, còn 15 lỗ là 2,9 triệu. Một đôi kèn nhá.
Đấy, bây giờ em Tuấn đã sang đến đôi tiếp theo. Em Tuấn sang đến đôi tiếp theo. Đôi này vừa giới thiệu cho bác đôi này rồi. Sang đến đôi tiếp theo này, nó cũng là dòng loa bãi. Đây là dòng loa bãi, nhưng con này bị rơi mất tem bác nhé. Con này là dòng loa bãi, nhưng bị rơi mất tem. Loa bãi rơi mất tem. Bãi là bãi, chứ cơ không phải lo. Nhưng mà dòng này thì theo kinh nghiệm thì xương. Đây, bác xương nhìn cái xương của nó nhé. Xương này, của con này này. Xương của con này này. Và xương của con này. Đây, con Onkigo mà. Đấy, theo kinh nghiệm thì tất cả xương của ba con này giống hệt nhau. Nó vẫn là dòng loa Nhật. Nhưng do nó mất tem thì cái trị giá của nó sẽ bị giảm đi. Nhưng báo cáo các bác là thì các bác em đã so sánh cho bác có 3 đôi loa nhìn giống hệt nhau đúng chưa? À, có 4 đôi đi nhé. Bác nhìn này. Đôi thứ nhất này. Được chưa? Đôi này mất tem rồi, nhìn này. Thứ hai này. Đôi này, đôi Onkyo thứ ba của Nhật này. Và đôi Pioneer này. Cuối cùng là của Nhật, xương giống hệt nhau được chưa? Nhưng mà rằng chẳng qua là con này nó bị rơi mất tem thôi. Còn em chưa mở con này không biết nó có tem không. Đấy. Nhưng chính vì như vậy em mà con mất tem này, con số mấy đây? À, con này là con số 6 nhá. Số 6. Để cho bác 7.600.000, những con kia toàn 8-9 triệu rồi nhá. 7.600.000 ok chưa ạ? Còn rẻ hơn cả con bát 25, 7.600.000. Bát 30 nhá. Chắc chắn là Nhật rồi. Làm gì nói chuyện nữa. Ok chưa ạ? Đây, số 6, 7.600.000. Ok chưa ạ? Đấy, số 6 là 7.600.000. Tiếp một đôi nữa là em xin phép được dừng clip và em sẽ giới thiệu tiếp lô sau. Tiếp một đôi nữa là đôi số 5. Đây, số 5 này. Đôi số 5 này có mức giá là 8.900.000. Đó là đôi loa Onkyo, được chưa? Onkyo 8.900.000 đến từ đất nước Nhật Bản. Thương hiệu Onkyo khá là nổi tiếng. Các bác cứ gõ lên Google ra hết diễn đàn. Bát 30 à, có đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Ok chưa? Đấy. Có nghĩa là cái thùng loa ở phía dưới em đậy căng nhé. Nó y như trên luôn nhé. Họ làm nó sẽ đối nhau, giống hệt nhau luôn nhé. Nó để nó không bị lệch đấy. Nó sẽ đối nhau. Con trên như là con dưới sẽ như thế. Để cho bác nhìn cho bác biết. Đấy. Onkyo thì em quay lại cái củ của Onkyo cho bác lần nữa để em xin phép dừng clip. Đâu, con Onkyo đâu rồi? Đây, Onkyo đây các bác ơi. Đây là con loa toàn giải Onkyo W2528B, công suất max 40W, trở kháng 8 ohm, hàng made in Japan. Số seri là 8716. Ok chưa? Đấy, giá thì đã báo cho bác rồi. Ok chưa? Nó đẹp cho bác chưa? Rồi, em Tuấn chào bác nha. Đôi loại Onkyo các bác biết giá rồi gì ạ? Đôi loại Onkyo là số thứ tự là số 5, giá 8.900.000. Ok chưa? Clip sau em sẽ giới thiệu tiếp 4 đôi và cái thùng bát 40 kia. Rồi, em chào các bác.